Đây là kỷ niệm mà lần đầu tiên mình được làm việc chung với một chiếc siêu xe độc nhất tại Việt Nam. Đó là lần đầu khi mình còn làm việc chung với một team media chuyên về quay các TVC quảng cáo. Và chiếc siêu xe mà mình có cơ hội được sờ tận tay và ngồi vào bên trong đó chính là Lamborghini Urus. Và đặc biệt hơn khi đây là chiếc Urus đầu tiên ở Việt Nam được lên full với độ Mansory siêu khủng. Dành cho các bạn chưa biết thì bản độ Lamborghini Urus Mansory Virtus duy nhất tại Việt Nam này đã được lắp ráp và hoàn thiện bởi một xưởng độ có tiếng ở Sài Gòn. Urus sử dụng động cơ V8 Twin Turbo dung tích 4.0 lít, công suất 550 mã lực và mô men xoắn 850 Nm. Lamborghini Urus có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong vòng 3,6 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa là 315 km/h. Thì chủ nhân của chiếc Lamborghini Urus này đã chi hơn 3 tỷ đồng để có được thành phẩm cuối cùng như thế này. Thì tất nhiên số tiền này chưa bao gồm giá xe, vì ở Việt Nam có giá lên tới 23 tỷ đồng, gấp 4 lần so với giá bán tại Mỹ. Hãy comment cho mình biết chiếc siêu xe mà bạn cảm thấy ấn tượng ở Việt Nam nhé.